Chào các bạn nha, nay sẽ thử ăn bánh kem nha các bạn. Đây, đây là bánh kem nha. Ủa muốn đâu ăn? Đây là bánh kem bự nha, còn đây là bánh kem nhỏ nha các bạn. Đây có cái bánh kem nhỏ nữa. Đây, bánh kem nhỏ là màu hồng hình hoa mai nha. Giờ sẽ gói cái bánh kem bự ra nha. Ủa mà có ba muỗng đâu? Trong đây có muỗng nè, để từ từ gói ra. Để con mở dùng nha. Từ từ. Để con mở dùng cậu ba nha. Từ từ. Còn miếng nữa nè. Ây da. Có mở gì vậy? Dán keo nhiều quá vậy. Con mở dùng cậu ba. Rồi. Kinh ra. Từ từ tí gớt. Đây, bỏ này ra đây. Cái này đau quá thì bên đi. Đây là cái bánh kem hình bánh trứng nha. Đây. Trên đây nó có những cái bông hoa đào. Trang trí những cái bông hoa đào nha các bạn, đây nè, thấy không? Hoa đào trên cái bánh trứng. Ủa, muỗng đâu ta? Không có muỗng ta. Mình lấy muỗng rồi, muỗng bông bên kia. Cắt cái nhỏ hả? Ăn luôn, cầm đó ăn luôn. Rồi, đưa cậu ba cắt cái bánh trưng ăn coi. Đây là bánh kem sinh nhật, vừa sinh nhật mà vừa mừng năm mới luôn nha các bạn. Mình có thành cái bánh trưng Happy New Year nữa nha. Ấy, gì mà? Từ từ. Đây, có Happy New Year luôn nha. Happy Birthday và Happy New Year luôn. Đưa cậu ba cắt. Để sẽ cắt bánh chưng nha các bạn. Cắt bánh chưng ra làm tư, làm tư, làm năm. Ây. Đây, đây là một miếng bánh chưng nha các bạn. Mình ăn thử một miếng bánh chưng nha. Khoan, các con ăn kìa. Bả nè. Mời các bạn nha. Lấy cái muỗng. Dĩa. Đây, mình sẽ bỏ bánh ra dĩa nha các bạn. Ủa, sao cái này còn cái chút rồi. Con ăn. Bỏ bánh chưng ra dĩa nha. Bỏ bánh chưng. Đây một. Ây. Để đưa các bạn coi cái này. Đây các bạn ơi, trong cái trời nó gớt kem ra. Trong cái bánh chưng nha. Mới dòm vô trong mà giống như cái bánh chưng thiệt kìa các bạn. Em mỗi muỗng nè. Cầm. Đưa cái dao cắt cậu ba. Cậu ba chưa ăn được miếng nào đúng không? Ừ. Đây các bạn ơi. Ý, một miếng bự luôn. Các bạn xem con hỏi dùng dao con dùng muỗng cái lớp kem ở ngoài nữa làm cái gì. Con hỏi dùng dao con dùng muỗng luôn. Nhưng mà anh Thanh này là lớp kem matcha các bạn ơi. Có mùi thơm matcha kem rất là dày luôn đó các bạn. Kem này nó lạc các bạn ơi, nó hơi lạc lạc nhưng mà cái ở trong bánh
cái kem thì lạ, còn bánh bánh kem bông lan ở trong nó có mứt đó, nó ngọt ngọt nó bù rồi. Rớt cục kem với bàn luôn, bỏ anh ăn luôn. Đây nguyên cục kem nó rớt ra nè các bạn, anh lè luôn, muốn ăn này không? Rớt. Mắc cười quá, rớt hoài vậy. Con chưa? Ba mà con cái này. Thôi để anh ra. Có mấy cái bông hoa đào hồng hồng mà các bạn ơi. Thấy không nè, thấy hoa đào, ăn hoa đào luôn, ăn đi đừng ăn vậy. Cho ba cho ăn xong cái bán hả? Ừ. Dính chữ happy birthday lỡ chát rồi các bạn ơi, happy new year chứ lộn. Mấy cái viên chiên ăn rồi quên dơ. Mấy cái viên chiên rồi cậu ba, cái này qua bên đi, ngồi đang quen lắm. Cái viên chiên nha các bạn. Bánh bao chiên rồi, nó rớt hết trơn rồi. Nó rớt ra hết trơn. Quên lấy chiên cà nữa nè. Đây là bánh bao tí hon chiên nha các bạn ơi. Có màu xanh nha. Có nhân cá hồi trong đây nữa. Ủa, tính cá hồi, nhưng tính cá hồi nha. Rỡ ra mọi. Đây là gì? Đây là tôm, tôm viên. Đây là tôm viên chiên nha các bạn, nó có màu đỏ. Ẩm vô xương cà nha. Ngon lạ luôn. Siêu ngon luôn các bạn ơi. Bánh này nó bị rớt ra. Rồi chấm dữ rồi mà. Chấm dữ chua bè á, không ăn. Chua không? Rồi cái tay. Tay nó tươi. Chấm này luôn à? Nè.
Đây, lại lên. Thôi. Thôi được rồi. Mua ăn cơm nó ngon không? Thôi đừng chấm vô đó. Ăn bánh kem ngọt xong mới ăn cái viên chiên nó nằm mặn các bạn. Ngon. Ngon ghê. Đây là bò viên chiên nha. Xúc xích bò rồi các bạn ơi. Mùi trang xúc xích bò rồi. Ăn cũng giống mà. Đây ăn xong tâm viên nữa. Đây là tâm viên nha. Chấm rồi. Đây tôi còn phải chấm. Đúng không? Để nó bay hết nè. Thì nó góp hả? Ủa kia nó hỏi ba đi được. Tôm chiên thì có mồi tôm các bạn ơi. Có hành nha, có hai loại lên, loại này có hành 10.000 sau, còn sao không có hành 5.000 sau nha các bạn, có hành là thêm 5.000. Đây tôi còn ba chấm nữa. Ngon rồi. Ăn thử bánh kem hình cái bánh chưng để chúc mừng sinh nhật, chúc mừng năm mới của mình đến đây kết thúc nha các bạn. Chào các bạn nha.